2 năm mình có qua nhà ông anh mình chơi, thì mình tình cờ thấy cái con ếch này nó rất là nhiều màu thì mình mới thích, thì mình mới hỏi mua về. Từ cái giai đoạn trứng lên nòng nọc thì nó chỉ có một màu, nó là giống ếch bình thường của Việt Nam, nhưng mà bắt đầu quá trình rụng đuôi thì lúc đó thì nó mới hiện lên cái màu của nó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Mình đang có hai dòng cơ bản, dòng Hin và Albino. Giá dòng cơ bản là khoảng baby thì khoảng 350, còn dòng cao cấp thì tùy loại, có loại là 1,5-1,6. Thức ăn chủ yếu của nó là chủ yếu là cá, dế, sâu, tùy vào kích thước con ếch mà chúng ta cho nó ăn. Một con ếch trưởng thành đó, thì cho ăn 2-3 ngày thì mới cho một lần. Một lần thì ăn khoảng 3 con cá. Bên mình thì nuôi chuồng kính, làm hồ bán cạn, giống như là môi trường thủy sinh đó, cho nó sống, cho thích nghi. Thì hồ thì mình set up thêm cây cảnh cho nó đẹp, nó rất là hiền, dễ nuôi. Vòng đời của nó là khoảng 16 năm, thích hợp cho nuôi làm kiểm rất là đẹp.